Đây các bác nhá. Em tách đôi này. Đấy. Các bác có nắm đúng viên vào này. Lấy nước chỉ lành cho chúng ta. Con này là con đực, con này là con cái các bạn nhé. Bác nào mà lấy đôi chim bón thế này cộng rơm nót ra cho nó khỏi hỏng chân. Các bạn đừng nót giấy này nhé, nó giấy nó tạm thời thôi, tí nữa lấy cộng rơm dễ che nót để cho nó có cái điểm bấu. Đấy, này là nó đi nó ướt. Đôi này là đôi thổ đặc các bạn nhé. Này là đúng đầm bón đây. Một con to, một con nhỏ, thường là một đôi chống mái rõ ràng. Đầm này nông nó kín người rồi là nó an toàn hơn.
Tí nữa lại mớm cho một ít nước này vào để cho nó trôi. Nó trôi thức ăn. Uống uống thức ăn. Tối hôm nay là mùng 3, tối mùng 3 tháng 12. Đấy, sáng nay vừa tổ, vừa 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 họp chi bộ. Đấy. Đôi này một trống một mái thổ đặc nhá. Và bác nào mà về bón thì em để cho bác đấy. Đấy. Đôi này là giống tốt, bộ to mã ngỗng phấn hồng 700k. Clip tối ngày mùng 3 tháng 12. Dùng cái phương pháp nắn nắn thế này nè, nó rất là an toàn, nó không bị ấy, nó không bị rách diều. Nó nướng một thời gian rồi. Mình để ý cái diều nó căng vừa phải thôi, không được căng quá. Này, hôm nay đầy. Sao diều này? Về giữ cái phần nước này các bác cho nó uống nữa là xong. Tí nữa là lấy cái rơm, nót cái rơm vào. Nót cái rơm vào. Chạy nó mà, uống. Đây, là số quay video.